mấy đợt không được nhận, mà giờ tới đây người ta đuổi mình là sao? Bây giờ nè, cái quyền lợi công dân của người ta mà nói chuyện tự nhiên khơi đuổi. Ta đứng ngoài đường liên quan gì đuổi? Liên quan gì đuổi hết á? Người là 1 triệu, mỗi hộ là nhiêu tiền? Em quay người thân em nghe nè. Ngọc đợt đợt ba chưa hề. Em không có làm gì sai á, anh không khỏi không vợ em đây em. Em quay người thân em. Anh không có quyền yêu cầu em tắt chừng nào em quay cho những ban phường á anh tắt. Còn em quay ở đây là người thân em đang nói chuyện bình thường. Anh không có quyền đây. Ba đợt rồi, từ đợt 1 được 2 được 3. 1000 bạc. Chứ không phải là ở đây mà một đợt mà người ta nói người ta không nhận một cái gì luôn. Hả? Thất nghiệp mấy tháng? 6 tháng rồi đó. Thất nghiệp đúng 6 tháng rồi đó. Trung ương hỗ trợ xuống, thành phố hỗ trợ xuống mà ba đợt chưa có 1000 bạc nào. Dân thì bây giờ đối bơ mỏ mà giờ đưa tới mấy ông thì mấy ông nói mấy ông không biết gì trơn sao được.